Hôm nay mình đưa ra hướng dẫn phương pháp tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm diệu biến ha. Cụ thể trong cái phần trình bày này mình đề cập đến việc tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm hai biến ha. Thì chúng ta trước hết chúng ta sẽ có một cái tiêu chuẩn về sự tồn tại giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số. Cụ thể là xét một cái tập con đóng bị chặn của r mũ n. Đơn giản mình có thể xét trong r r mũ 2 ha. Thì nếu như cái hàm f của mình xác định trên d hàm nhiều biến ha. Xác định liên tục trên d thì khi đó f sẽ đạt giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trên d. Như vậy chúng ta sẽ chú ý đến hai cái điều kiện ha. Điều kiện về cái miền tức là cái tập d ha. Tập d tập đóng chặn. Trên r mũ 2 f liên tục trên d. Từ những điều này chúng ta sẽ dẫn đến theo cái định lý Weierstrass sẽ tồn tại giá trị lớn nhất của hàm f trên d và giá trị nhỏ nhất của f trên d. Được ha. Thì trong cái phạm vi phần trình bày này thì mình sẽ chỉ quan tâm đến một số cái tập hợp cụ thể bên dưới. Cụ thể là miền đường tròn, hình tròn, miền hình chữ nhật và miền tam giác. Chính vì vậy các cái tập này chắc chắn nó sẽ là các tập đóng và bị chặn trong R mũ 2. Hơn nữa các cái hàm F của mình là chính là cái hàm tá thức. Chính vì thế mà các hàm đó nó sẽ là liên tục trên cái tập đang xét. Như vậy đối với những hàm mà F mà mình đang xét và những cái miền đặc biệt bên dưới thì chắc chắn có đảm bảo được rằng sự tồn tại giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số F trên các cái miền tương ứng. Thì chúng ta tìm xem xét quan sát các cái tập hợp bên dưới đây có gì đặc biệt ha. Tất nhiên những tập hợp dưới đây là những tập đóng và bị chặn ha. Tuy nhiên ở cái tập thứ nhất thì nó gọi là chính là chỉ là đường tròn thôi ha, chỉ là cái đường màu xanh thôi. Lúc đó người ta gọi cái tập hợp này có đặc điểm là cái tập hợp này có đặc điểm là biên trơn và phần trong bằng rỗng ha. Thì biên của nó chính thể hiện chính là cái đường tròn, thì cái biên của này là biên trơn, tức là biên này được thể hiện thông qua một cái hàm phi ha, được mô tả chính là phi đi còn không. Trong đó cái hàm phi của mình á, là cái hàm có cái đạo hàm riêng cấp 1 liên tục trên một cái tập mở chứa cái biên này ha, trên chứa cái đường tròn này. Hoặc đơn giản ở đây mình chỉ xét cái hàm phi là hàm đa thức, do đó hiển nhiên phi nó hàm liên tục. Xét cái tình huống thứ hai là miền của mình chính là một cái hình tròn ha, lấy cả phần bên trong luôn. Thì nó có biên cũng trơn như bên đây và phần trong của nó khác rỗng, có phần trong ha. Trường hợp thứ ba và thứ tư đều có đặc điểm chung là biên của nó sẽ không trơn. Chú ý tại những cái điểm đỉnh của cái hình chữ nhật hoặc là đỉnh của tam giác thì biên không trơn và phần trong khác rỗng ha. Như vậy mình sẽ điểm qua bốn thí dụ liên quan đến bốn cái miền này. Và chú ý ở đây các cái tập này là tập đóng và bị chặn. Hàm F của mình là xét là các hàm đa thức. Do đó nó liên tục trên cái tập đóng bị chặn này và nó đạt giá trị lớn nhất và nhỏ nhất. Thì cái phương pháp chung để tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất chính là các thực hiện theo các bước bên dưới ha. Thì thật ra là chúng ta sẽ xét cái hàm F liên tục trên một cái tập đóng bị chặn D ha. D là tập con của R mũ 2. Thì chúng ta sẽ có thể thực hiện các bước như bên dưới. Nhưng mà thật ra chúng ta sẽ xét các cái hàm có đặc điểm tốt hơn thế, tức là cái hàm có cái đạo hàm riêng cấp 1 liên tục trên tập mở chứa D. Nhưng mà cái hàm của mình đều là các hàm đa thức, do đó cái điều kiện các đạo hàm riêng của nó liên tục chắc chắn liên tục trên R mũ 2 chắc chắn là đã đảm bảo rồi ha. Cho đó chúng ta có thể bỏ qua. Thì chúng ta sẽ thực hiện các bước sau: tìm các cái điểm dừng của hàm F bên trong D nha. Ví dụ như thế này. Thì chú ý là D của mình á được tách thành hai phần. Chính là phần trong của D và biên của D, hợp với biên của D. Hai cái tập này cho nhau bằng rỗng.
Một lát nữa mình sẽ chỉ ra trong các cái trường hợp hình tam giác, hình vuông, hình đường tròn thì cái nào là biên ha, nào là phần trăm. Chúng ta sẽ tìm ra các giá trị của hàm số tại những cái điểm dừng nằm bên trong D của F ha. Và tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của F trên biên của D. Sau đó mình sẽ so sánh giá trị của những cái giá trị vừa tìm được ở bước 1 và bước 2. Từ đó chúng ta sẽ tìm ra được giá trị lớn nhất của hàm số trên D, chính là giá trị lớn nhất trong những cái giá trị tìm được ở bước 1 và bước 2. Tương tự như vậy, giá trị nhỏ nhất trong các cái giá trị trong các mà được tìm được ở bước 1 và bước 2 chính là giá trị nhỏ nhất của hàm F trên D. Thì chúng ta có thể tóm tắt cái phương pháp đó thông qua cái công thức này ha. Chú ý rằng là biên của D, khi D là một tập đóng bị chặn thì biên của D cũng là một tập đóng và bị chặn, cho nó sẽ tồn tại giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm F trên biên của D. Khi đó chúng ta sẽ tìm giá trị lớn nhất của F trên D chính là giá trị lớn nhất của hàm F. Hoặc là chúng ta không cần phải tính giá trị lớn nhất mà chỉ cần lấy giá trị của hạ tìm xác định giá trị của hàm số tại những cái điểm dừng S ha, trong D. Tập S là tập hợp những điểm dừng của S trong D. Phần trăm của D ha, phần trăm lát mình sẽ đề cập. So sánh giá trị của cái hàm F tại những cái điểm dừng bên trong D và giá trị lớn nhất của F trên biên của D thì từ đó sẽ có được giá trị lớn nhất của F trên D. Tương tự như vậy chúng ta sẽ có được giá trị nhỏ nhất của F trên biên trên D ha. Thông qua giá trị lớn nhỏ nhất của thông qua giá trị nhỏ nhất của hàm F trên biên D và giá trị của hàm số tại những điểm dừng bên trong D. Thì chúng ta cũng lưu ý thêm một cái điều ha. Nếu D E D bằng E hàm F, trong đó F đạt giá trị lớn nhất trên E và đạt giá trị lớn nhất trên F, thì lúc đó giá trị lớn nhất của F trên D tồn tại và nó chính là giá trị lớn nhất trong hai con số giá trị lớn nhất của F trên E và giá trị lớn nhất của F trên F lớn. Tương tự như vậy, chúng ta cũng sẽ có phát biểu cho giá trị nhỏ nhất của F trên D. Thì cái kết quả này nó sẽ ít có ích cho trong việc tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của các cái hàm số khi xét trên biên của các cái miền trên từng khúc. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào một ví dụ cụ thể ha. Trường hợp đầu tiên, xét cái tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của cái hàm F nè. F đi bằng 3x cộng y trên cái miền là miền hình tròn ha. Chính nhầm, miền đường tròn. Miền đường tròn tức là cái miền này. Miền hình tròn thôi ha. Miền đường tròn. Đây là một cái đường tròn, chỉ có cái đường này thôi. Chỉ cái đường màu đỏ thôi, không có lấy cái phần bên trong ha. Trường hợp này gọi là phần trong bằng rỗng ha. Mình quay lại bên trên. Trong trường hợp mà cái phần trong bằng rỗng, chẳng hạn như miền đường tròn á, khi đường phần trong bằng rỗng thì chúng ta sẽ không xét cái trường hợp 1 ha. Chúng ta không cần tìm những cái điểm dừng của hàm F bên trong D bởi vì phần trăm bằng rỗng rồi ha. Như vậy chúng ta sẽ thực hiện cái bước thứ hai, tức là tìm giá trị lớn nhất của F trên biên của D. Thật ra lúc này á, tìm giá trị nhỏ nhất của F trên biên của D thì lúc này giá trị nhỏ nhất của F trên biên của D thì cũng chính là D. Nhớ là D của mình bằng phần trăm nè, hợp với biên của D. Khi phần trăm bằng rỗng thì này cũng bằng biên của D luôn ha. Vậy giá trị lớn nhất của F trên D chính là giá trị lớn nhất của F trên biên D. Giá trị nhỏ nhất của F trên D chính là giá trị nhỏ nhất của F trên biên D. Do đó chúng ta sẽ không thực hiện bước thứ nhất ha. Rồi chúng ta tiếp tục cái thí dụ bên dưới. Thì trong cái trường hợp này thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp nhân tử Lagrange ha. Thì ở đây F, G của mình là các cái hàm có cái đạo hàm riêng liên tục trên tập mở chứa cái tập D này. Tập D là tập hợp những ít y thuộc R 2 sao cho G ít y bằng 0. Hay là người ta nói là mình đang xét cái bài toán tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm F với cái ràng buộc G ít y bằng 0 ha. Thì ở đây mình giả sử G, gradient của G tại ít y khác 0, 0 với mẫu ít y thuộc D. Thì khi đó nếu F đạt giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất trên D tại cái điểm 0 hay 0 thì lúc này nó sẽ tồn tại một số lambda sẽ cho gradient của L tại x0 y0 lambda bằng 0, 0, 0. Trong đó L chính là hàm Lagrange được định nghĩa như bên dưới ha.
LXI lambda bằng FT cộng lambda lần GXI. Thì đây chính là cái bài toán tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm F. Giá trị nhỏ nhất với cái ràng buộc F gửi đi bằng 0 ha. Thì lúc này á thì một cái điểm nó đạt cực giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất tại cái điểm x0 y0, thì cái điểm x0 y0 sẽ có thêm một con lambda sao cho x0 y0, nó là nghiệm của hệ phương trình này. Thì như vậy để tìm ra được giá trị lớn nhất nhỏ nhất thì chúng ta tìm ra những cái điểm x0 y0 như thế này. Để tìm ra những điểm x0 y0 như thế này thì chúng ta sẽ xét cái hệ phương trình này. Gradient của L tại y lambda bằng 0 0 0. Thì tìm ra được các cái nghiệm của hệ phương trình này thì chúng ta sẽ tìm ra được những con xi sao cho cái những cái x0 y0 của mình sẽ là tập nghiệm của hệ phương trình này khi bỏ phần lambda ha. Như vậy là những cái điểm mà mình tìm được những nghiệm của hệ phương trình khi bỏ phần thành phần lambda thì chúng ta sẽ có được những điểm gọi là những điểm nghi ngờ. Thì giá trị hàm số nếu theo cái phát biểu này thì cái tập hợp những cái hàm số chỉ đạt được giá trị lớn nhất nhỏ nhất tại những cái điểm nó nằm trong cái tập điểm nghi ngờ thôi ha. Như vậy chúng ta chỉ cần so sánh giá trị của hàm số tại những điểm nghi ngờ, từ đó chúng ta sẽ phát hiện ra được đâu là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất được ha. Nếu như nó đạt được giá trị lớn nhất nhỏ nhất tại điểm x0 y0 thì điểm x0 y0 mình thuộc tập điểm nghi ngờ. Như vậy mình sẽ dựa vào cái tập điểm nghi ngờ chúng ta sẽ kết luận được giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số ha. Thì lưu ý ở đây là hàm f hàm g của mình phải có cái giả thiết là đạo hàm riêng liên tục trên một cái tập mở trong R mũ 2 chứa cái tập những điểm ràng buộc này ha. D là tập ít y nó chịu ràng buộc gửi y bằng 0 ha, trên tập D này. Nhưng mà gần như trong cái phần thí dụ của mình là các cái bài toán này đều liên quan tới hàm g, f thì là các hàm đa thức, do đó cái giả thiết về đạo hàm liên tục nó tự động thỏa, bởi vì nó sẽ các hàm đó sẽ có đạo hàm riêng xác định trên R mũ 2 và kết quả nó là một hàm đa thức cho nó liên tục trên R mũ 2. Và cái mặc định cái giả thiết này cũng tự động thỏa trong các thí dụ bên dưới ha. Như vậy để tìm ra giá trị lớn nhỏ nhất của cái hàm f trên với cái ràng buộc như thế này thì chúng ta sẽ xét cái hàm Lagrange, tìm tập hợp cái điểm dừng của hàm Lagrange. Rồi sau đó mình không cần quan tâm thành phần lambda ha, chỉ quan tâm những con xi, tức là tập nghiệm của hai phương trình này bỏ thành phần thứ ba, thì đó là tập hợp những cái điểm mà hàm f có khả năng đạt giá trị lớn nhất nhỏ nhất tại một trong những điểm đó ha. Thì mình chỉ cần so sánh giá trị của hàm số tại những điểm nghi ngờ, từ đó kết luận. Bây giờ chúng ta sẽ làm cụ thể ha. Rồi, chúng ta xét cái hàm Lagrange lợi đi lambda bằng fxi cộng lambda gợi đi ha. X bình cộng cái ràng buộc của mình x bình cộng y bình bằng 10 chuyển thành cái ràng buộc gợi đi bằng 0. Ở đây mình sẽ xét hàm g là gợi đi bằng x bình cộng y bình trừ 10 ha. Thì lúc đó sẽ xét cái hệ phương trình gradient của L tại x y lambda bằng 0. Thì tìm cái đạo hàm riêng của L thêm x y lambda thì chúng ta sẽ có được cái hệ phương trình này. Thì trong cái hệ phương trình này chúng ta không cần phải tìm được con lambda ha. Thì chúng ta chỉ cần giải một cách hệ quả thôi. Chúng ta sẽ đưa ra một cái hệ phương trình mà không có xuất hiện lambda. Cụ thể, từ hai phương trình đầu của hệ thứ nhất thì chúng ta sẽ tiến hành khử lambda bằng cách ở đây có số hạng là 2 x y lambda, bên dưới đây là đây là số hạng 2 x lambda, đây là số hạng 2 y lambda. Chúng ta sẽ nhân thêm cái lượng để cho nó hai cái lượng này nó giống nhau ha. Và trừ nhau nó sẽ mất. Thì mình nhân cho phương trình thứ nhất của cái hệ 1 cho x nhầm cho y cho cái số hạng để nó ra giống như mình tìm ra bội chung của hai cái số hạng này tức là 2 lambda x y. Thì mình nhân phương trình thứ nhất cho y thì có 3y cộng 2 lambda x y bằng 0. Phương trình thứ hai nhân cho x thì mình có là x cộng cho 2 lambda x y bằng 0. Từ hai phương trình mới này ta sẽ nhân trừ nhau thì sẽ mất lambda ha. Thì mình sẽ có được cái phương trình là 3y bằng x.
được ha. Kết hợp với cái phương trình thứ ba của hệ 1 thì chúng ta sẽ có được cái hệ phương trình theo x y không phụ thuộc vào lambda. Tất nhiên là mình giải như thế này thì chỉ là giải hệ quả thôi ha. Thì từ đây mình sẽ suy ra được x bằng 3y, thay cái thông tin đó vào phương trình bên dưới, chúng ta sẽ có được 10y bình phương bằng 10, chỉ y bằng cộng trừ 1, từ đó tìm ra được x bằng 3 hoặc bằng trừ 3. Như vậy mình sẽ có hai cái điểm nghi ngờ, tức là tập nghiệm của hệ phương trình này mình coi như mình lờ đi cái thành phần lambda, đó là những điểm nghi ngờ, những cái điểm mà hàm f có thể đạt giá trị lớn nhất nhỏ nhất tại một trong những điểm đó ha. Như vậy những cái điểm nghi ngờ của mình là điểm 31, điểm trừ 31, chúng ta tính giá trị hàm số tại những cái điểm đó, cụ thể f 31 bằng 10, f trừ 31 bằng trừ 10. Như vậy chúng ta so sánh giá trị hàm số tại điểm 31, điểm trừ 3, trừ 1 thì chúng ta sẽ tìm ra được giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số, cụ thể như bên dưới. Chính vì cái hàm f là hàm liên tục trên tập đóng bởi chặng d, mặc định cái điều này ha. Cái hàm f, sự liên tục của hàm f tự động thỏa bởi f là hàm đa thức ha. Nên f đạt giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trên d, đây chính là nội dung của định lý quay ở chat ha. Thì giá trị lớn nhất nhỏ nhất nó chính là nghiệm của là giá trị lớn nhất hoặc là giá trị nhỏ nhất của hai con số này. Vậy là giá trị lớn nhất của hàm f trên d chính là giá trị lớn nhất của hàm f, giá trị lớn nhất trong hai con số này f 31 f 31. Thì cuối cùng nghe giá trị lớn nhất của hàm f trên d bằng f 31 bằng 10, và tương tự như vậy có được giá trị nhỏ nhất của hàm f trên d chính là f 10 bằng trừ 10, chính là f 3 trừ 1. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua một cái bài liên quan tới việc tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số trên cái tập có biên trơn và cái phần trong khác rỗng, chính cụ thể nó chính là miền hình tròn ha, chính là bài này. Tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm g, cụ thể g x y bằng 5 trừ 2 lần x bình trừ y bình cộng 4 x cộng 2 y trên cái miền d là một miền hình tròn, tâm là 31, bán kính 3 ha. Thì ở đây mình sẽ nhìn nè ha, cái bên trái này là tập d nè. Đây là tập D. Đây là phần trong của D. Phần đường tròn bỏ đi cái biên ha, bỏ cái đường phần hình tròn, bỏ đi đường tròn. Cái đường nét đứt này là không thuộc vào cái tập D, phần trong của D ha. Phần trong được định nghĩa thế này ha, chứ không phải là trong D là thuộc D đâu ha. Là những tập hợp những điểm thuộc D. Phần trong D. Này. Còn biên D chính là đường tròn, đây là biên D. Hai tập này rời nhau hợp lại đúng bằng D ha. Thì mình sẽ xử lý khác nhau trên biên trong D hoặc là trên biên D mình sẽ xử lý khác nhau ha. Vậy cái phần bên trong D nó được thể hiện chính là tập hợp những y thuộc R2 sao cho x trừ 3 tất cả bình cộng y trừ 1 bình nhỏ hơn chính. Còn phần trên biên D á chính là tập hợp những y thuộc R2 sao cho x trừ 3 bình cộng cho y trừ 1 bình bằng chính. Thì chúng ta sẽ xử lý khác nhau trong biên và trên biên khác nhau. Thì chúng ta sẽ lưu ý điều sau. Nếu f đạt giá trị lớn nhất trên d tại cái điểm x0 y0, nếu như x0 y0 mà nó thuộc vào phần trong của d, đây là một tập mở ha, thì lúc đó x0 y0 là cực đại địa phương của f. Thì lúc này thì x0 y0 chính là nghiệm của hệ phương trình gradient của f tại y bằng 0 0 ha. Đây là đạo hàm của f theo biến y tại y bằng 0. Đạo hàm của f theo biến y tại y bằng 0. Vậy nếu như x0 y0 thuộc vào phần trong của d thì nó là nghiệm của hai phương trình này. Còn ngược lại, nếu x0 y0 nó thuộc vào biên của D, biên của D được mô tả bởi cái phương trình là cái hàm chính là phi xy bằng 0. Trong đó phi trơn ha, có đạo hàm cấp 1 liên tục trên cái tập mở chứa D, phần biên của D.
thì lúc đó ít tồn tại con lambda chính là định lý Lagrange ha. Một sự thực lambda sẽ cho x0 y0 lambda là nghiệm của hệ phương trình radian của l x y lambda bằng 0. Không có 3 thành phần ha. 4 3 thành phần. Trong đó l x y của mình ha. L x y lambda bằng f x y cộng cho lambda lần v x y. Hay nói cách khác, y không lambda chính là những cái điểm là điểm dừng của cái hàm l ha. Thì như vậy cái mình quan tâm đến tập nghiệm của hệ phương trình này nhưng bỏ đi phần thành phần lambda, thì tập và học những điểm nghi ngờ trong cái cách giải quyết này trong trường hợp biên phần trong bằng khác rỗng biên trơn thì nó gồm hai tập là tập nghiệm của hệ phương trình này bên trong d và những cái điểm dừng của hàm Lagrange trên biên ha, dàn xét trên biên của đề. Vậy mình sẽ có được là cái tập hợp điểm nghi ngờ của mình bao gồm là S bằng S1 cộng S2. S1 chính là nghiệm của hệ phương trình là hàm riêng của F theo biến nghi tại y bằng 0. Là hàm riêng của F theo biến nghi tại y bằng 0. Nghiệm này là thuộc vào phần trong của đây ha. Cách 2 đó chính là nghiệm của hai phương trình đạo hàm riêng của L thêm biến x tại y lambda bằng 0. Đạo hàm riêng của L thêm biến y tại y lambda bằng 0. L đạo hàm riêng của L thêm biến z biến lambda tại y lambda bằng 0. Hoặc mình có thể xem xét lambda như là cái tham số. Lúc này thì mình sẽ lập ra cái hệ phương trình thay đổi một chút ha. Cái phương trình thứ ba này chính là g x y bằng phi x y bằng 0 nè ha. Trong đó l x y lambda bằng f x y cộng cho lambda phi x y. Trong đó biên của d ha, chú ý là biên của d nè, mô tả bởi cái phương trình là g phi t bằng 0. Thì như vậy chúng ta sẽ tìm ra được cái tập hợp S1, S2 chính là tập hợp những điểm nghi ngờ. Sau đó chúng ta có thể so sánh giá trị hàm số tại những điểm nghi ngờ, từ đó kết luận ha. Vậy là giá trị lớn nhất của hàm F trên D nè, D là một tập vô hạn, ngược lại được so sánh tìm ra thông qua giá trị lớn nhất của hàm F trên S. Ở đây mình giả định S là tập hữu hạn, tìm giá trị lớn nhất của hàm số trên cái tập hữu hạn thì dễ dàng tính toán so sánh ha. Tương tự giá trị nhỏ nhất của hàm F trên D cũng tính thông qua giá trị nhỏ nhất của hàm F trên cái tập hữu hạn S. Tất nhiên là nói tổng một cách tổng quát thì tập S này có thể vô hạn phần tử, nhưng mà ở đây xét tình huống đơn giản thì S nó có hữu hạn phần tử. Cái việc tìm giá trị lớn nhất ở bên phải dễ dàng được khi xác định được tập S ha. Rồi, thật ra làm đúng theo phương pháp thì chúng ta sẽ tìm giá trị lớn nhất của hàm số trên biên của D ha. Nhưng ở đây chúng ta sẽ, trong trường hợp biên trơn, chúng ta có thể không cần phải tìm vội tìm cái giá trị lớn nhất của hàm F trên biên của D, mà tìm ra cái tập S1, S2, chính là tập hợp những điểm nghi ngờ, rồi so sánh giá trị hàm số tại những điểm nghi ngờ. Rồi, chúng ta tiến hành xử lý chừng từng cái phần một ha, phần trong của D. Ở phần trong của D thì chúng ta sẽ tìm ra những điểm dừng của hàm G nè. Tìm ra điểm dừng của hàm G ha. Thì chỉ cần tìm điểm dừng chứ không cần phải xét xem cái điểm đó có là cực trị hay không ha. Tìm hàm điểm dừng của hàm G bên trong của D thì giải hệ phương trình đạo hàm riêng của G thêm biến x đạo hàm riêng của g thêm y tại y bằng 0, đạo hàm riêng của g thêm biến y tại y bằng 0. Giải hệ phương trình chúng ta sẽ tìm ra được m1 chính là cái điểm có hai thành phần là 1, 1, và cái điểm này nó nằm trong d ha. Thì chúng ta xem lại cái điểm 1, 1 nó có nằm trong d hay không. D chính là x trừ 3 bình phương c
cộng cho y trừ 1 tất cả bình phương nhỏ hơn 9. D, phần trăm của D là tập hợp những điểm ít y thuộc R mũ 2 sao cho thỏa cái điều kiện này. Thì để kiểm tra xem điểm 1 1 có thuộc D hay không thì chúng ta thay x bằng 1. 1 trừ 3 bình phương cộng cho 1 trừ 1 y cũng thay bởi 1, bình phương nhỏ hơn 9 hay không. Thì thay vào tính toán chúng ta sẽ có được cái vế trái này nè, bằng 5 nè, nhỏ hơn 9. Tức là cái điểm 11 này nó thuộc vào phần trong của D ha. Như vậy đây chính là một điểm nghi ngờ, đặt tên nó là M1 ha. Tiếp theo chúng ta sẽ xử lý trên biên ha. Trên biên thì chúng ta sẽ sử dụng cái hàm Lagrange L x y lambda bằng G x y cộng lambda nhân cho x trừ 3 bình cộng y trừ 1 bình trừ 9. Thì sẽ lập cái hệ phương trình radian của L tại x y lambda bằng 0, 0, 0. Thì chúng ta sẽ có được cái hệ phương trình như bên dưới. Sau đó chúng ta cũng tiến hành làm tương tự như bên trên, tiến hành khử cái biến lambda ha. Thì mình sẽ thấy hai số hạng này có liên quan tới lambda. Đây, hai số hạng liên quan lambda. Thì mình nói một cách nôm na có thể xem như là nhân tử chung của hai cái số hạng này chính là hai lần lambda nhân cho x trừ 3 nhân cho y trừ 1. Như vậy từ phương trình thứ nhất nè, mình nhân thêm cái nhân thêm này y trừ 1 ha. Nhân thêm cho y trừ 1 thì mình sẽ có được là 4 trừ cho 4x nhân cho y trừ 1 cộng cho hai lần lambda nhân x trừ 3 nhân cho y trừ 1 bằng 0. Phương trình thứ hai mình sẽ nhân thêm cái nhân tử là x trừ 3 thì mình sẽ có là 2 lần 2 trừ 2y nhân cho x trừ 3 cộng cho 2 lần lambda nhân cho x trừ 3 nhân cho y trừ 1 bằng 0. Lấy hai phương trình này trừ vế theo vế thì chúng ta sẽ có được cái phương trình là y trừ 1 nhân cho 4 trừ cho 4x bằng x trừ 3 nhân cho 2 trừ 2y. Thì từ đây chúng ta sẽ tìm ra được x bằng 1 hoặc là x bằng trừ 1 hoặc là y bằng 1. Thì xử lý từng cái trường hợp chúng ta sẽ tìm ra được những điểm dừng ha. Khi x bằng trừ 1 thì thay vào cái phương trình thứ ba của hệ này thì chúng ta sẽ thấy hệ 5 ha. Thì chúng ta sẽ thấy được là y trừ 1 lúc đó y trừ 1 bình nó bằng trừ 7. Điều này không thể xảy ra ha. Vì trong trường hợp này nó không có cái điểm nghi ngờ nào. Trường hợp y bằng 1, thay vào phương trình thứ ba thì chúng ta sẽ có x trừ 3 bình phương bằng 9. Thì lúc này mình sẽ có được là x bằng 0 hoặc là x bằng 6. Như vậy, trên biên chúng ta sẽ có hai điểm nghi ngờ là điểm M2 có tọa độ là 0, 1. Điểm M3 có tọa độ là 6, 1. Ngoài ra chúng ta sẽ có thêm một cái, trước đó đã tìm ra được một điểm nghi ngờ là điểm 1, 1. Như vậy chúng ta sẽ có tất cả là 3 điểm nghi ngờ. Và từ đó chúng ta sẽ so sánh giá trị hàm số tại 3 điểm nghi ngờ để tìm ra được giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số. Trên D. Đây. Giá trị của hàm số tại điểm M1 bằng 8, giá trị của hàm số tại M2 bằng 6, giá trị hàm số tại M3 bằng trừ 42. Và lưu ý thêm một điều, sử dụng định lý Weierstrass. Ở đây... G là hàm liên tục trên tập đóng bị chặn D. Nên G đạt trị lớn nhất, nhỏ nhất trên D. Và so sánh giá trị của hàm số tại 3 điểm M1, M2, M3 chúng ta tìm ra được giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm G trên D. Cụ thể nó bằng giá trị lớn nhất bằng G tại M1 tức là điểm 11 bằng 8. Giá trị nhỏ nhất của hàm G trên D chính là giá trị nhỏ nhất của hàm số tại 3 điểm này, tức là bằng trừ 42, tức là tương ứng với M3. M3 là 61. Tiếp theo chúng ta sẽ xử lý cái trường hợp mà biên không trơn ha. Biên không trơn thì chúng ta sẽ xử lý cái phần bên trong á, như cũ. Cũng là xét cái tìm điểm dừng của cái hàm số bên trong D. Còn trên biên D thì chúng ta sẽ xử lý khác đi, tại vì biên nó không trơn thì chúng ta không thể sử dụng cái định lý nhân tử Lagrange ha. Xét một trường hợp biên không trơn miền hình chữ nhật ha. Xét hàm số FT bằng x bình phương cộng 2y bình phương trừ 2x trừ 4y cộng 1 trên cái miền hình chữ nhật này được vẽ như bên dưới ha.
Thì cái phần này chính là phần trong của D ha. Bỏ đi cái chu tuyến của cái hình vuông ha, bỏ đi các cái cạnh của hình vuông, phần trong của D. Đây chính là biên của D. Chỉ có cái đường màu đen này thôi ha, là biên của D. Đây chính là D ha. Rồi, chúng ta sẽ xử lý từng phần giống như bên trên, phần trong D thì xử lý như bên trên, nó chính là nếu nó là điểm nghi ngờ của mình nó thuộc vào phần trong của D thì nó là cực tiểu hoặc cực trị. Nếu là cực trị thì lúc đó nó sẽ là nghiệm của hai phương trình radian của f tẩy t bằng 0 0. Rồi mình làm thử ha. Xử lý cái phần bên trong D trước. Giả hệ phương trình đạo hàm riêng của f theo biến x tẩy t bằng 0, đạo hàm riêng của f theo biến y tẩy t bằng 0. Giả hệ phương trình mình sẽ tìm ra điểm 1 1. Thì mình nhận ra cái điểm 1 1 nó thỏa điều kiện nè. X lớn 0 nhỏ hơn 2, y lớn 0 nhỏ hơn 3, do đó cái điểm này nó thuộc vào phần trong của D. Tính giá trị của hàm số tại 1 1 bằng -2. Bước thế tiếp theo là mình xử lý trên biên. Biên của mình trơn từng khúc nè. Thì mình sẽ có xét tính từng cái đoạn này OA, AB, BC, CO, thì những cái đoạn này thì nó là trơn. Thì mỗi cái đoạn mình xử lý trên mỗi đoạn ha, mỗi đoạn này là một cái tập đóng bị chặn nè, thì lúc đó nó chắc chắn nó sẽ tồn tại giá trị lớn nhất nhỏ nhất trên mỗi cái đoạn thành phần. Rồi sau đó mình có thể so sánh giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số tại trên những cái đoạn này để tìm ra giá trị nhỏ nhất lớn nhất của hàm số trên biên của D ha. Trên mỗi đoạn này chúng ta có thể xử lý một cách dễ dàng ha. Chẳng hạn trên đoạn OA thì nó chính là được mô tả bằng cái phương trình y bằng 0, x nó chạy từ 0 đến 2. Thì lúc đó mình sẽ xét cái hàm G1x chính là cái hàm Fx0, tức là cái hàm số này được thu hẹp lên trên cái đoạn OA chính là cái hàm một biến, chính là hàm G1. Nó chính là x bình phương trừ 2x cộng 1 trên đoạn 0, 2. Thì chúng ta có thể dễ thấy được và tìm được giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số này. Nếu không dễ thì chúng ta có thể sử dụng cái công cụ tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm một biến trên cái đoạn một đoạn ha. Thì mình có cái đạo hàm của G1 nè. Thì nó bằng là 2x trừ 2 giải phương trình g phẩy 1 bằng 0 đương x bằng 1. Mình tìm những cái điểm dừng của hàm G1 nè cho trên cái khoảng 0,2. Sau đó cái hàm g của mình là hàm liên tục, do đó mình chỉ cần so sánh giá trị của hàm số tại g1 tại 0, g1 tại 2, tức là giá trị của hàm số tại những cái điểm đầu mút, và giá trị của hàm g1 tại cái điểm dừng bên trong khoảng 0,2 được ha. So sánh ba giá trị này chúng ta sẽ tìm ra được giá trị nhỏ nhất và giá trị nhỏ lớn nhất của hàm f của hàm g1 trên đoạn 0,2. Và nó cũng chính là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm f trên cái đoạn OA ha. Giá trị nhỏ nhất của hàm f trên đoạn OA chính là giá trị nhỏ nhất của hàm g1 trên đoạn 0,2. Và cụ thể nó chính là g tại 1. G tại 1 thì lúc này nè thấy bởi 1 thì lúc đó nó chính là giá trị của hàm f tại 1 0 nè. Và nó bằng 0. Giá trị lớn nhất của hàm f trên OA thì bằng giá trị lớn nhất của hàm g1 trên cái đoạn 0,2, chính là g tại 0 bằng f 0 0 bằng 1. Ở đây có thể là giá trị lớn nhất này nó đạt được tại nhiều điểm thì chúng ta chỉ cần lấy một điểm đại diện được. Tương tự xét trên các cái đoạn AB, BC, CO thì chúng ta cũng tìm ra được giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm f trên các cái đoạn ha. Làm hoàn toàn tương tự trên cái đoạn AB thì lúc đó được mô tả bởi phương trình x bằng 2 y chạy từ 0 đến 3. Lúc đó ta xét R2y chính là F2y. Nó bằng là 2 y bình phương trừ 4 y cộng 1 trên đoạn 0,3 ha. Và cũng khảo sát tương tự như bên trên, nếu mình chưa nhìn thấy thì mình có thể khảo sát và tìm ra được giá trị lớn nhất của G2 trên đoạn 0,3, giá trị nhỏ nhất của hàm G trên cái đoạn 0,3. Từ đó sẽ có được giá trị nhỏ nhất của F trên đoạn AB bằng F21 bằng -1. Và giá trị này là giá trị nhỏ nhất ha. Giá trị lớn nhất của F trên đoạn AB thì bằng F23 bằng 7. Làm tương tự như vậy cho cái đoạn BC và đoạn CO. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy được rằng là nhớ là cái đoạn CO nè. Trên cái đoạn CO này thì cái hàm F0y nè cũng chính là G2y nè.
chính là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm F trên đoạn AB bằng giá trị lớn nhất của F trên đoạn CO ha. Thì từ đó, từ cây đó mình sẽ tìm so sánh giá trị lớn nhất của hàm F trên các cái đoạn AOA, OAB, BC, CO. Từ đó sẽ tìm ra được giá trị nhỏ nhất của F trên biên của D ha. Rồi, tiến hành chỉ cần so sánh giá trị nè. Giá trị nhỏ nhất của hàm F trên các cạnh nè, 0 trừ 1 6 nè. 0 trừ 1 6. Trừ 1 6 trừ 1. So sánh giá trị nhỏ nhất trong đống này thì nó bằng bằng trừ 1. Được ha. Tương tự như vậy, giá trị lớn nhất là 177. Một bảy bảy bảy, do đó giá trị lớn nhất bằng 7, chính là F23. Đây là mình mới xử lý trên biên thôi ha. Rồi, từ đây mình sẽ kết luận được giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số trên cái tập D. Thì ở đây, giá trị lớn nhất của F trên D tồn tại thông qua cái định lý quay trát như bên trên ha. Rồi so sánh giá trị của hàm số tại cái điểm bên trong D nè. Và giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm F trên biên của D thì tìm ra được giá trị nhỏ nhất của F trên D. Tương tự, tìm ra giá trị lớn nhất của F trên D ha. F1. F1 trừ 1 bằng trừ 2 ha. Đoạn này là bằng trừ 1. F1 1 bằng trừ 2 nè. Này bằng 7 nè. Từ đó sẽ tìm ra được giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của F trên D. Trong trường hợp biên nó miền của mình là miền tam giác thì cũng làm hoàn toàn tương tự. Xét hàm số F nè. FPT bằng x bình cộng y bình trừ 2x trên cái miền tam giác với tọa độ các đỉnh 20, 02, 0 trừ 2 được vẽ hình như bên dưới. Thì chúng ta cũng xét trên các cái phần trong của D nè, hay là D ha, biên của D nè, được ha, biên của D, trong của D là phần trong của D là bỏ đi các cái cạnh ha, của cái tam giác này. Thì phần trong của D mình xử lý như bên trên, giải hệ phương trình radian của F tại t bằng 0 0 ha. Giải hệ phương trình xong mình tìm ra được cái điểm dừng của hàm F là điểm 1 0. Thì cái điểm này nó không phải thuộc phần trong của D ha. Điểm 1 0 nè, thì nó nằm trên đây nè. Đại loại nó nằm đâu đây ha, 1 0 nè. Tức là nó không nằm thuộc vào phần trong của D ha. Do đó loại cái điểm này. Như vậy kết luận là cái hàm F nó không có cái điểm dừng bên trong D. Thì lúc đó phần bên trong D nó sẽ không có cái điểm nghi ngờ. Thì lúc này cái giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số nó không có bị chi phối bởi phần trong của D. Vậy lúc này chắc chắn rằng là cái giá trị lớn nhất của hàm F trên D tồn tại nè. Và không có điểm nghi ngờ bên trong D. Do đó giá trị lớn nhất này chính là giá trị lớn nhất của F trên biên của D. Tương tự giá trị nhỏ nhất cũng vậy. Vậy chúng ta chỉ cần xử lý trên biên là xong ha. Trên biên thì lúc này nè, biên của mình nó không trơn mà nó trơn từng khúc, tức là mỗi cái đoạn thẳng này là nó sẽ trơn ha, tức là được mô tả bởi một cái hàm phi đi mỗi đoạn ha, là phi đi với phi là hàm liên tục, là đạo hàm nó liên tục. Rồi trên biên thì chúng ta sẽ xử lý bằng cách viết phương trình các cái đoạn thẳng ha. Rồi xem lại. Thì cái phương trình đoạn thẳng này nè, này chính là đường thẳng x bằng 0 nè. Này chính là đường thẳng đi qua cái điểm
2002 thì phương trình nó là x cộng y bằng 2 nè. Phương trình đường thẳng này nè đi qua cái điểm trừ điểm 0 trừ 2 điểm 2 0, phương trình nó chính là y bằng x trừ 2. Rồi, mình sử dụng các thông tin này để tính toán ha. Rồi, trên cái đoạn OA đúng đó cái phương trình nó chính là đường thẳng x bằng 0, chỉ lấy cái phần y chạy từ trừ 2 đến 2, đây là một cái đoạn thẳng ha. Thì xét G1y chính là F0y thì bằng y bình, xét trên đoạn trừ 2 2 thì chúng ta có thể dễ dàng tìm ra được giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm G1 trên đoạn 0 đoạn trừ 2 2. Từ đó sẽ tìm ra được giá trị nhỏ nhất của F trên đoạn AB, giá trị lớn nhất của F trên đoạn AB. Được ha? 0 4 nhỏ nhất là 0, lớn nhất là 4. Đạt được tại điểm nào luôn ha? Trên đoạn BC thì cái phương trình của nó chính là y bằng 2 trừ x ha. Đây là 2 trừ x. X chạy từ 0 đến 2. Xét hàm G2x chính là bằng Fx 2 trừ x. Nó bằng là 2x bình phương trừ 6x cộng 4 trên cái đoạn 0x thuộc đoạn 0,2 ha. Thì để tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số này thì chúng ta giải phương trình g phải x bằng 0, thì từ đó mình sẽ tìm ra được x bằng 3 phần 2 và kiểm tra xem cái điểm con số 3 phần 2 này có thuộc cái khoảng 0 hay không. Cuối cùng là nó thuộc khoảng không 3 phần 2 ha. Như vậy là giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số thì của hàm G2 này có thể tính thông qua cái việc so sánh giá trị của hàm số tại 0, tại 2 và tại 3 phần 2. Sau khi so sánh thì mình sẽ tìm ra được giá trị nhỏ nhất của hàm g trên G2 trên đoạn 0,2, giá trị lớn nhất của hàm G2 trên đoạn 0,2. Như vậy là giá trị nhỏ nhất của hàm F trên cái đoạn BC chính là giá trị nhỏ nhất của hàm G2 trên đoạn 0,2. Thì cụ thể nó bằng F 3 phần 2, 1 phần 2 bằng trừ 1 2. Giá trị lớn nhất của hàm F trên đoạn BC thì nó bằng F02 bằng 4. Trên cái đoạn AC hay là CA thì nó chính là một cái phần của cái đường thẳng y bằng 2 chữ x. Với x của mình nó chạy từ 0 đến 2 ha. Thì lúc này mình sẽ nhận thấy thật là fx x trừ 2 á. Trên cái hạn chế cái hàm f lên trên cái đoạn CA thì nó chính là fx x trừ 2. Nó chính là hàm G2 luôn. Chính là cái giống như cái hàm trên cái đoạn BC nè. Và x cũng nằm trên đoạn 0,2. Giống ha. Cùng một hàm. Lúc này chúng ta không cần phải tính toán lại ha. Tìm giá trị nhỏ nhất của f trên CA bằng giá trị nhỏ nhất của f trên BC. Giá trị lớn nhất của f trên CA bằng giá trị lớn nhất của f trên BC. Thì như vậy, chúng ta có thể tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm f lên trên biên của D bằng cách so sánh giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm f trên các cái đoạn AB, BC, CA. Thì ở đây chúng ta lấy các cái đoạn này, chúng ta lấy các cái đoạn, lấy cả cái đầu mút ha. Như vậy xét các cái điểm đầu mút gần như mình xét lại bị trùng ha, xét lại. Nhưng cái điều đó để đảm bảo được rằng là mình xét trên cái tập đóng và bị chặn, cái đoạn thẳng là một tập đóng và bị chặn ha, trong cái đầu mút 2. Đợi tí ha. Đoạn thẳng lấy cả điểm A và B, đây là một tập đóng và chặn thôi, đóng và bị chặn trong rồi đó. Lấy cả các đầu bút để đảm bảo được rằng là các cái hàm số này đạt giá trị lớn nhất nhỏ nhất trên cái đoạn ha. Thì từ đó so sánh giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số ta trên các cái cạnh, từ đó sẽ tìm ra được giá trị nhỏ nhất của hàm F trên biên của D ha. Và tương tự như vậy tìm ra được giá trị lớn nhất của hàm F trên biên của D. Thì từ đó chúng ta sẽ có được là sử dụng các cái định lý Weierstrass, chúng ta để suy ra được là hàm hàm F của mình đạt giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trên D. Và giá trị lớn nhất của F trên D thì bằng giá trị lớn nhất của F trên biên của D, bởi vì hàm F nó không có cái điểm nghi ngờ bên trong của D ha. Bên trong D là cái phần trong đó, là D tròn đó. D này. Không có điểm nghi ngờ nào bên trong này. Như vậy là giá trị nhỏ lớn nhất của hàm F trên D chính là F02 bằng 4.
Và giá trị nhỏ nhất của F trên D chính là giá trị nhỏ nhất của F trên biên D, chính là F 32 1 phần 2 bằng trừ 1 2. Vậy là chúng ta đã xét hết tất cả các trường hợp cái hàm là F tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của F trên các cái trường hợp là biên trơn phần trong bằng rỗng, phần trong khác rỗng. Trong phần trong khác rỗng thì chúng ta lại xét hai trường hợp ha. Cái trường hợp ha, xét trên tập D. Trường hợp thứ nhất, phần trong bằng rỗng. Lúc đó D hay là chính là cũng bằng biên của D luôn. Nhớ D của mình nó bằng bằng phần trong hợp chia biên của D. Thì lúc đó cái trong trường hợp này là xét trường hợp biên trơn ha. Biên của mình chính là tập hợp những cái đi sao cho phi đi bằng 0. Với phi có cái đạo hàm riêng cấp 1 liên tục trên một cái tập mở chứa D ha. Thì lúc đó chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp nhân tử Lorentz ha. Để xét cái hệ phương trình gradient của L tại y lambda bằng 0. Với L của mình á, định mà ft đang tìm giá trị lớn nhất của hàm f cộng lambda phi đi tìm giải cái hệ phương trình này, tìm ra được những cái điểm xi lambda. Thật ra không quan tâm lambda, tìm những điểm xi, sau đó so sánh giá trị của hàm số tại những cái điểm đó thì tìm ra được giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm f trên d. Xét trường hợp thứ hai, nhớ đây là biên trơn ha. Trường hợp thứ hai, phần trong nó bằng khác rỗng. Phần trong khác rỗng thì mình là xử lý hai phần ha. Phần thứ nhất là phần trong của D, phần thứ hai là biên của D. Biên của D thì xử lý trong trường hợp như biên nó trơn ha. Trường hợp biên trơn. Đây, trường hợp 1. Hai. Khi biên trơn thì lúc đó chúng ta sẽ xử lý cái phần tất nhiên là phần trong này xử lý như trên. Phần trong thì mình quan tâm đến những cái điểm nghi ngờ của mình là những điểm dừng của hàm F trong D, tức là chỉ quan tâm những điểm dừng nằm thuộc vào D, phần trong của D ha. Nếu như hàm F có những điểm dừng mà nó không thuộc phần trong của D thì mình loại ra, không cần quan tâm ha. Nếu biên trơn thì mình xử lý như trên. Để tìm ra được giá trị lớn nhất của F. Giá trị lớn nhất của F trên biên của D. Giá trị nhỏ nhất của F trên D ha, trên biên của D. Bởi vì F biên của F là biên của D nè, biên của D là một cái tập đóng và bị chặn. Do đó giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm F trên cái tập biên của D nó tồn tại. Sau đó mình sẽ so sánh giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số tại những cái điểm tìm ở cái bước đầu tiên nè. Tức là phần trong của D là điểm dừng của F bên trong D với những cái giá trị bên dưới này thì sẽ tìm ra được giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm F trên D. Trường hợp biên không trơn thì mình sẽ xử lý từng đoạn một ha, giống như cái trường hợp biên là miền tam giác hoặc là miền hình chữ nhật, xử lý từng đoạn thì giá trị lớn nhất của hàm F trên biên D thì bằng giá trị lớn nhất của hàm F trên các cái đoạn thành phần tương tự giá trị nhỏ nhất. Sau đó so sánh giá trị lớn nhất của hàm F trên biên D nè với cái những cái giá trị của hàm số tại những điểm dừng, sẽ tìm ra được giá trị lớn nhất nhỏ nhất. Kết thúc ở đây ha.